chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi, đi qua trước này bạn. Đi nhanh quá vậy. Nhanh quá vậy Lâm bị dạ. Để xuống không được dùng tay. Trời ơi. Xuống đi dạ, xuống đi dạ, xuống đi dạ. Anh đâu bỏ đi, anh đâu bỏ đi. Uca ơi, tới nơi rồi mà xuống ca nữa. Cái lợi thế là cái môi. Lát lên, lát hơn cho một cái. Lát ơi, lát. Đi luôn, đi luôn. Cố gắng lên Lâm bị dạ, chúng ta còn có thời gian lắm. Từ từ, từ từ, từ từ, đúng rồi, đúng rồi. Hay dữ vậy. Mình còn thời gian rất dài. Ra ngoài rồi. Ba cây rồi, Buka. Cố gắng lên, Buka còn nhiều thời gian, Buka ráng. Rất nhiều thời gian. Ba cây tiếp tục rồi, giống như là bên Buka. Lấy không? Không được, không được. Ủa, cái gì vậy? Lọt vô cái ly mới tính. Lọt vô cái ly, không được. Nghiêm rồi, nghiêm rồi, đúng rồi. Từ từ rồi. Okay. Đó, 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 đó. Thôi, thôi, chạy luôn, chạy luôn. Dạ, 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 dạ. Lọt vô cái ly nha. Nhanh lên, nhanh lên. Lọt vô cái ly. Mấy cây rồi, dạ, dạ. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, hết thời gian. Buka cứ nở đầu, Buka. Mình này tiếp tục đi đi, bên kia hết thời gian rồi. Mình có 2 triệu rồi. 2 triệu. Nhanh lên. Còn 20 giây nữa. Ráng em. Ráng Buka. Ca ơi, rớt cái này nó đi ca hay lắm. Ca, rớt cái ca, ra ngoài luôn ca. Ra ngoài luôn, đó đúng rồi. Ra ngoài luôn. Yeah. Ôi, hay quá. 10 giây, 10 giây nhanh lên. 10 giây. 7 6 không nghe, không nghe, không nghe. 4 3 bỏ vô giây. Năm cây anh, 5 cây. Bên đây chúng ta nhận được 2.500.000 đồng. Chúc mừng. Còn bên đây được 4 cây là tổng cộng Lâm Vy Dạ có 2 triệu đồng. Chúc mừng. Kết thúc vòng 1 rất vui, rất hào hứng nhưng cũng nhiều tiền lắm quý vị. Đội của Vương Thanh có số tiền là 7 triệu đồng. Chúc mừng. Đội Quốc Thuận có nhỉnh hơn chút xíu. Bao nhiêu anh? 8 triệu rưỡi. Rồi. Chưa có thắng đâu cưng. Còn nhiều điều hấp dẫn mà quý vị sẽ được thưởng thức trong một vài phút nữa. Và các bạn quay trở lại với trí lực sánh đôi Body and Brain. Ở vòng đầu tiên thì chúng ta đã thấy được hai đội phải nói thi đấu rất là quyết liệt mà cũng rất là vui, đúng quý vị. Còn ở vòng thứ hai này thì đây là vòng cũng phải cần quyết liệt hơn nữa, bởi vì ở vòng thi này đội nào chiến thắng đội đó sẽ bước vào vòng chơi cuối cùng để nhận giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Người chơi đầu tiên sẽ tham gia phần lực trước. Người chơi dành được bao nhiêu thời gian thì thời gian đó sẽ nhường cho đội đối thủ của mình. Có nghĩa là các bạn chơi càng nhanh thì đối thủ có ít thời gian để thực hiện cái phần trí tuệ. Còn nếu các bạn chơi chậm thì đối thủ có nhiều thời gian để thực hiện cái phần trí tuệ. Và phần lực đó chơi thế nào, mời mọi người hướng về màn hình.